Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện dâng ca muối cho sư tổ truyền thể phim hiến ngư của tác giả Phù Hoa. chương 48, Tức giận Từ mã tiêu đã luyện cho Liêu Đình Nhạn một pháp bảo phòng ngự mới, vẫn lấy anh Lạc làm chất liệu chính, là một cái vòng cổ anh Lạc còn đẹp hơn trong bảo khố của sư Dư Hương. Lần này hắn dung luyện với cả cái tâm lôi thạch kia, dù xét có đánh cũng không đánh vỡ được nữa nguyên văn của tư mã tiêu là nếu nàng gặp phải những tu sĩ như sư thiên lũ không chạy được thì nằm xuống cho lão đánh đối phương dùng hết sức lực cũng phải đánh cả ngày trời mới phá vỡ được phòng ngự điều này thì liêu đình nhạn tin dù gì thì cái phòng cụ lần này tư mã tiêu đã làm mất nửa tháng gián đoạn sửa mất mấy lần món đồ có thể làm hắn mất nhiều thời gian tới vậy tất nhiên là lợi hại liêu đình nhạn nghe thấy hắn nói vậy liền nhớ tới cái vòng cổ anh lạc sau khi phá vỡ phòng ngự thì sao? Tư mã tiêu cười khúc khích, liêu đình nhạn nhìn thấy cảm hắn hơi hét lên, ngón tay còn chưa lành hẳn chống lấy cầm nói. Trước khi chuyện đó xảy ra ta đã đến rồi, nàng có thể tiếp tục nằm đó. Tổ tông đội trời đạp đất, có chiều cao đo bằng mắt cỡ khoảng 1m88, cái bộ phận đội trời còn lại là do tự tin của hắn đắp thành. Mà đúng là hắn có cái để tự tin, nhận thức cao quá tầm với thực lực mạnh đến trái ý trời, từ tạng đạo quân trên trời dưới đất chỉ có một, cũng không hổ là người duy nhất. Từ Mã thị chỉ còn lại mình hắn, lúc còn đang bị nhốt trong Tam Thánh Sơn đã khiến các nhân vật có máu mặt bày trận chờ sẵn, sau khi ra khỏi khiến cả cái canh thần tiên phủ một phen náo loạn lại còn nguyên vẹn rút lui, có thể khiến kẻ cầm đầu chính đạo sư Thiên Lũ tay không trở về, còn có thể tay không xé Thiên Lôi. Thế nhưng một người đàn ông lợi hại như vậy, hành sáu sao lại có lúc trẻ con như thế cơ chứ. Hắn nhân lúc nửa đêm cô ngủ, bồi hết mặt mũi mấy con rối cô vẽ, vẽ lên cái mặt người kỳ dị khủng bố, còn dám chân cháo nói, trông thế này vẫn tự nhiên đẹp đẽ hơn. Hứ, nửa đêm thức dậy nhìn thấy ba con rối bay mất mặt mũi đứng bên giường, phim đời sống bỗng chốc biến thành phim kinh dị rồi á. Có lúc Liêu Đình Nhạn phải nghi ngờ mắt thẩm mỹ của hắn nhưng lại nghĩ hắn đã chọn mình, mắt thẩm mỹ chắc chắn không có vấn đề, vậy thì hắn chính là đồ tay thối. Nào, cho ngài chơi mấy cái này này, ngài muốn vẽ gì thì vẽ, đừng có nguệch bậy lên bé một, bé hai với bé ba của ta. Liêu đình nhạn đưa cho hắn một con rối trắng không? Con đó cũng là do trước kia cô nhàm chán khắc ra, khắc rất nhiều. Từ mã tiêu còn không thèm nhìn mấy miếng gỗ đó, chỉ chỉ tay, bé ba mà nàng nói là do ta điểm linh liêu đình nhạn chúng ta vẫn đừng bàn luận vấn đề bé ba nữa thì hơn nói nhiều dễ cãi nhau tư mã tiêu ý gì hắn lại nói nàng còn cãi nhau với ta nữa hả liêu đình nhạn sao ta lại không cãi nhau với ngài bồ bịch mà ít nhiều cũng sẽ cãi nhau bây giờ không cãi đơn giản là không gặp chuyện thôi tư mã tiêu vậy nàng cãi thử cái ta xem xem vẻ mặt với động tác y như lần trước tò mò không biết cô mắng nhiếc người ta thế nào, bảo cô mắng thử cho nghe. Liêu đình nhạn, bây giờ không có gì để tức, mai mốt rồi tính. Cô chỉ tùy ý nói vậy thôi, không ngờ cái mai mốt, đó lại tới nhanh tới vậy. Khoảng thời gian này họ sống trong phong hoa thành của Sư Dư Hương, trong thành có rất nhiều nhân tình bé nhỏ của Sư Dư Hương, cứ cách dăm ba ngày lại có một đám dâng hiến tới tận giường. Sư Dư Hương khoan khoái vui vẻ với những người này, đời sống riêng tư hết sức loạn, dù sao ai nấy cũng chỉ chơi đùa. Trong số đó có một người tình bí mật của nàng, một công tử ngoại phủ của Mộc Gia, cũng dùng hai từ phong lưu để miêu tả, mỗi lần đi qua phong hoa thành đều tới tẩm tiệu với Sư Dư Hương mấy ngày. Lần này hắn cũng tới đây, trùng hợp hôm ấy Liêu Đình Nhạn ngủ trưa trong hoa huyền của Sư Dư Hương, ngủ một giấc dậy lại phát hiện có một nam nhân lạ mặt mồi cạnh, mở ám xoa mặt cô nhích tới đã nói mấy lời hạ lưu nghe nói dạo này nàng cũng không tìm người nữa sao nào đám người đó cũng không thỏa mãn được cái thân thể dâm đãng này của nàng sao giọng điệu đắc ý như đã quen thân còn có ý đồ muốn động vào ngực cô liêu đình nhạn chửi thề một tiếng một cước đạp bay hắn lúc này mới tỉnh giấc hoàn toàn thường thì tư mã tiêu đều ở bên cạnh sẽ không có ai xông vào đây mà không được cho phép nên cô hoàn toàn không có phòng bị gì. Làm sao mà cô biết được cái tên này trước giờ vào đây không cần thủ vệ phải thông báo? Vì y và sư dư hương có thể coi là vụng trộm. Hắn còn có thể tử môn đang hộ đối rất hung hãn ở nhà. Từ mã tiêu vừa đúng lúc rời đi được một lúc liền có cơ hội cho hắn tuồn vào. Ao, nàng làm cái gì vậy? Tu sáu của mộc công tử không cao như cô bị cô đá một phát đau thét thành tiếng, tức giận bừng bừng ngồi dậy mắng mỏ. Hắn thật sự không may mắn lắm, vì lúc này đây, tư mã tiêu đã về. Những chuyện xảy ra sau đó, Liêu Đình Nhạn nhớ lại là nhức đầu buồn nôn. Lúc đó tư mã tiêu cười một tiếng, mạnh bạo giữ lấy tay cô, không nể nang gì sự cự tuyệt của cô, cưỡng ép cô nghiền nát đầu tên kia. Cảm giác đầu người vỡ toang dưới tay mình khiến Liêu Đình Nhạn ấn tượng sâu sắc. Cô nôn ra ngay lúc ấy, đứng một bên nôn khan cả buổi trời. Từ Mã Tiêu không hiểu được sao cô lại phản ứng mạnh mẽ tới vậy, chỉ là giết một người thôi mà. Liêu Đình Nhạn biết hắn không hiểu. Thế giới mà họ sinh ra không giống nhau, Từ Mã Tiêu cảm thấy giết người chả có vấn đề gì, cũng giống như cô cảm thấy không thể giết người vậy, quan niệm của họ đều xuất phát từ quan niệm phổ thế của thế giới mỗi người, không thể nào so sánh tương đương cô hiểu tư mã tiêu sống trong hoàn cảnh không giết người thì sẽ bị giết, bởi vậy cô không tham gia bình luận chuyện hắn đồ sát, chỉ kiên trì với suy nghĩ bản thân mình sẽ không giết người nếu không bị ép vào đường cùng. Lần này tư mã tiêu không tức giận như lần đối diện với Nguyệt Sơ Hồi, vậy nên cũng không muốn hành hạ người kia, thái độ giống như không thích một con côn trùng nhỏ bé nên tiện tay giết mà thôi, ra tay rất dứt khoát, còn chưa có thời gian để Lưu Đình Nhạn kịp đánh chống lảng thì đã chết rồi. Nhìn thấy phản ứng của Liêu Đình Nhạn, Tư Mã Tiêu ngồi ở bên cạnh nhíu mày, y mạo phạm nàng ta mới bảo nàng tự tay ra tay, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Ta chưa bao giờ nhìn thấy ai giết người lại phản ứng ghê gớm tới vậy. Tuy hắn biết Liêu Đình Nhạn không thích giết người nhưng cũng chỉ cảm thấy chỉ là cô không thích mà thôi, giống như cô không thích ăn một thứ kẹo mạch nha dính răng ấy nhưng cứ bắt cô ăn thì cô chỉ nhăn nhó nuốt nước miếng rồi mắng thầm mấy câu mà thôi. Hắn sinh ra trong xào huyệt yêu ma quỷ quái, sao mà biết được một cô gái sinh ra trong thái bình thịnh thế có thể chấp nhận được việc mình giết người. Lại làm sao mà hiểu được việc không thích giết người với không thích ăn gì đó khác nhau hoàn toàn đối với Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình Nhạn hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì, trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh dịch não bắn trên tay cô ban nãy, lập tức lại buồn nôn không thôi, lau rửa tay rất nhiều lần. Trong thế giới của cô dù sao cũng rất ít người giết người, người bình thường với sát nhân lại không có liên can gì tới nhau. Dù là đi đánh trận cũng có rất nhiều binh sĩ mắc bệnh tâm lý vì đã giết người trên chiến trường, không cách nào giải quyết được, Liêu Đình Nhạn sao lại không bị ảnh hưởng chút nào được. Cô nôn khan cả buổi trời, lau sạch miệng, đứng dậy đi thẳng vào phòng tìm chỗ nằm xuống, Từ Mã Tiêu theo cô vào trong phòng, nhìn thấy cô nằm quay lưng lại với mình. Một tư thế cự tuyệt không cho hắn tới gần. Lúc này Liêu Đình Nhạn đang rất khó chịu, khó chịu trong người, lòng lại tức giận, không muốn để ý tới ai. Nếu Tư Mã Tiêu chỉ là một tên sư tổ giết người như Ngoé, cô không dám giận hắn vì chuyện này nhưng bây giờ hắn không như vậy nữa. Cô coi hắn như người thân thiết nhất thế giới này, vậy nên không nhịn được mà giận hắn. Tư Mã Tiêu tách cánh tay cô, Liêu Đình Nhạn vỗ hất tay hắn ra, không thèm quay mặt sang mệt mỏi nói đừng nói chuyện với ta bây giờ ta không muốn nói chuyện với ngài từ mã tiêu không ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề hắn nhìn chằm chằm vào lưng liêu đình nhạn bối rối khó hiểu rốt cuộc thì nàng bị làm sao chỉ vì ta bắt nàng ra tay thôi sao liêu đình nhạn im lặng một lúc lại thở dài một hơi ngài không thể như vậy được ta chưa bao giờ ngăn cản hay ép buộc ngài làm bất cứ chuyện gì vậy nên cũng đừng đối xử với ta như thế từ Mã Tiêu đã lớn ngần ấy, trước giờ chưa có ai nói chuyện không thể với hắn. Không, có người đã nói rồi, chỉ là hắn chưa bao giờ để tâm, với hắn chỉ có muốn hoặc không muốn làm, không có không thể làm. Trên đời này không có chuyện hắn không thể làm. Nếu trước mặt không phải Liêu Đình Nhạn, Từ Mã Tiêu đến một câu dư thừa cũng lười mở miệng, nhưng lúc này hắn lại sầm mặt một lúc rồi vẫn nói: "Ta biết nàng không thích giết người, nàng có thể không thích nhưng không thể không biết." sẽ có lúc nàng phải giết sớm hay muộn có khác gì nhau liều đình nhạn nhìn hoa văn chim muông cây cỏ trên màn trướng mà thất thần thật ra cô biết cô có từng nghĩ tới có lẽ sẽ có một ngày nào đó cô sẽ vì người ở phía sau này mà giết người nhưng không thể là bây giờ như thế này cứ tùy tiện như thế này giết người cứ như một trò chơi con nít không vui tạm thời không muốn để ý tới hắn cô không vui tư mã tiêu cũng không vui trước giờ hắn không phải người dễ tính gì, thái độ đối với Liêu Đình Nhạn đã là để tâm và khoan dung nhất hắn từng có trong cuộc đời này. Từ mã tiêu quay người đi mất. Liêu Đình Nhạn không thèm để ý đến hắn, cô ngủ một giấc, không ngờ lại gặp ác mộng. Lúc thức dậy thì tới hai bữa một ngày như thường lệ cũng không ăn nổi, thật sự ăn không vô. Con dối được điểm linh vác cái rùi gỗ tới định đấm lưng cho cô, Liêu Đình Nhạn phất phất tay từ chối bé rắn đen trườn tới muốn chơi với cô, Liêu Đình Nhạn cũng không nhúc nhích. Từ mã tiêu ở bên ngoài ba ngày, xả tức hơn nửa mới quay vào. Hắn không muốn nổi cơn với Liêu Đình Nhạn nhưng xả tức xong trong lòng vẫn bực dọc như cũ, cứ như về lại trạng thái lúc ban đầu khi chưa gặp Liêu Đình Nhạn. Hắn sầm mặt đi lại trong hành lang hoa uyển của sư dư hương, tới tà áo và tay áo phấp phới cũng mang theo hơi giận dỗi. Lúc sắp đi đến cửa, hắn khựng lại rồi vẫn đi vào. Cô không ở đây, hắn nhanh chóng bước ra, cảm nhận một lúc, không ngờ lại không cảm nhận được mùi của cô ở bất cứ đâu xung quanh. Cô đi rồi sao? Vì sợ hãi, vì chuyện nhỏ này mà rời bỏ hắn sao? Từ mã tiêu phất tay áo, cả cái cẩm tú hoa uyển đều đổ dạp xuống. Hắn còn không thèm nhìn, môi cắn chặt, cả người lạnh lẽo nhắm về một hướng tìm kiếm cái vòng cổ anh lạc kia là thuật pháp để hắn có thể lần theo dấu vết tìm được người hắn cứ theo mãi tới bên bờ vân hà nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia liêu đình nhạn ngồi đó nắm lấy một cái cần câu đang câu phi diêu phi diêu là một loại yêu thú ở khoảng vân hà này lúc thường rất khó câu được tư mã tiêu nhìn thấy trong cái thùng gỗ bên cạnh cô đã đựng được mấy con phi diêu còn thính cô dùng để câu phi diêu chính là mấy con rắn lúc trước bắt được trong lôi minh sơn cốc. Thì ra lúc đó cô gom mấy con rắn này là đã có ý muốn câu phi diêu, sao cô lại biết được rắn trong lôi minh sơn cốc có thể câu được phi diêu? Từ mã tiêu nhận ra cô hoàn toàn không phải muốn chạy thoát, tức giận tan bớt một ít, hắn đứng dưới gốc cây cách đó không xa, nhìn chằm chằm bóng lưng của Lưu Đình Nhạn, không có ý định đi lên trước hắn vẫn không cảm thấy mình làm sai ở đâu nhưng hắn cảm nhận được lưu đình nhạn rất khó chịu từ sau khi hắn quen biết cô lần đầu tiên cảm nhận được tâm trạng nặng nề này từ cô hắn cứ đứng sau gốc cây mà nhìn nhìn lưu đình nhạn câu cái loại phi diêu khó câu nhìn cô mặt mày u uất cúi đầu thất thểu nhóm lửa nướng phi diêu tại chỗ mùi nướng thơm nước khắp nơi cô lại không ăn hình như nhớ lại gì đó lại cảm thấy buồn nôn tự nhìn tay mình rồi tu mấy ngụm nước tư mã tiêu cảm thấy rất bực bội đưa tay lột cái vỏ cây bên cạnh ra cả mảng lớn liêu đình nhạn ta không muốn ăn cứ như cô đang tự nói cho mình nghe lúc trước ngài nói sắp đi lôi minh sơn cốc ta lật được một quyển du ký trong đó bảo rằng ở lôi minh sơn cốc có rất nhiều rắn có thể dùng để câu phi diêu phi diêu rất ngon vốn định ăn thử cùng với ngài tư mã tiêu hắn đi tới ngồi đối diện liêu đình nhạn Cầm lấy con phi diêu đã nướng chín cắn một miếng, vô cảm ăn hết cả con phi diêu. Liêu đình nhạn còn đang suy sụp, mặt mày đưa đám chìa cho hắn thêm con nữa. Từ mã tiêu không muốn cầm lấy, nhìn vẻ mặt của cô rồi cũng vẫn đưa tay ra cầm. Liêu đình nhạn, sau này ngài không được như vậy nữa. Từ mã tiêu ném phi ngư xuống, cái chuyện nhỏ như vậy mà nàng cũng giận ta. Liêu đình nhạn lau nước mắt thút thít. Từ Mã Tiêu nhặt con phi diêu vừa vứt xuống lên lại. Ta biết rồi. Từ Mã Tiêu, ta cũng đâu có mắng có đánh gì nàng, ta cũng đã đồng ý rồi. Liêu Đình nhạn nước mắt lã chã, ta mơ thấy ác mộng. Từ Mã Tiêu nuốt không trôi nữa, cả người hắn đều khó chịu, ném con phi diêu trong tay đi, móc lấy gáy Liêu Đình nhạn kéo cô tới, đưa ngón tay cái gạt nước mắt cho cô, không được khóc nữa. Liêu đình nhạn nhìn vết thương trên ngón tay hắn, chớp chớp mắt, một giọt nước mắt lại rơi vào lòng bàn tay hắn. Cô áp má vào lòng bàn tay hắn, đưa mắt nhìn hắn, nếu sau này có chuyện gì xảy ra nữa, ta nói không muốn làm thì thật sự là không muốn, ngài đừng bức ép ta. Từ mã tiêu nhìn cô, nhích tới trước áp lên chán cô, ta biết rồi. Nói đến đây, giọng hắn lại thấp xuống, có chút xót xa, nàng đừng khóc nữa. Hắn dán môi lên mắt cô, một tư thế an ủi rất không lành nghề. Chương 49: Thứ được cất giấu. Từ Mã Tiêu vẫn không biết chuyện mình muốn Liêu Đình Nhạn giết người có gì không đúng nhưng hắn lại cảm thấy có chút hối hận. Đây là lần đầu tiên hắn biết thế nào là hối hận, hết sức mới là, là một cảm giác dày vò hoàn toàn không giống với nỗi đau xác thịt. Liêu Đình Nhạn không ăn được gì mấy ngày trời, thường ngày cô đều dành thời gian ăn hai bữa có lúc thanh đạm có lúc thịnh soạn, có lúc hứng lên cô còn tự nấu lấy. Hắn nhớ có lần cô còn làm cái món lẩu lẩu gì đó, ăn bốc mùi đầy phòng. Tuy là hắn không biết cái đó có gì ngon nhưng cô ăn uống vui vẻ, hắn cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn, thấy cô mấy ngày nay suy sụp không ăn uống gì, tư mã tiêu còn khó chịu hơn cô. Hơn nữa, hắn còn chứng kiến được ác mộng mà Liêu Đình Nhạn nói. Hắn nghỉ ngơi trong linh phủ Liêu Đình Nhạn, Trời xanh mây trắng đã biến mất, Từ Mã Tiêu nhìn thấy cảnh tượng một đám người giết heo trong đầu cô, con heo đó bị trói lại, kêu gào thảm thiết. Từ Mã Tiêu, đúng là độc đáo, lần đầu tiên trong đời hắn biết được có linh phủ của một người có thể xuất hiện cảnh tượng này. Lúc linh phủ của hắn xấu xa sẽ có núi xác biển máu như địa ngục nhưng một đám hình bóng người mơ hồ tụ tập lại giết heo thì đúng là mở mang tầm mắt tiếng giết heo kêu gào cứ như lập đi lập lại trong đầu hắn cả ngày trời. Chuyện này không thể trách Liêu Đình Nhạn, ngoài chuyện mấy hôm trước ra thì cảnh tượng mang tới ấn tượng sâu sắc nhất chính là lúc mấy tuổi về quê ngoại nhìn thấy cảnh giết heo. Cảnh tượng đó khiến tuổi thơ của cô bị ám ảnh như lúc thấy tư mã tiêu giết người, tiềm thức của cô kháng cự việc giết người, vậy nên lúc mơ thấy ác mộng lại trở thành giết heo. Liêu Đình Nhạn mở bừng mắt, trước tiên đắp mặt nạ cho mình. Tuy là nhân sĩ tu tiên sẽ không vì một đêm không ngon giấc mà có quẩn thâm nhưng cô cứ thấy mình bây giờ thật mệt mỏi, sờ vào mặt cũng không thấy mịn màng như trước nữa. Từ mã tiêu ôm cô đến bên người. Liêu đình nhạn giữ lấy mặt nạ của mình. Từ mã tiêu dáng vẻ khó lường, giết heo. Đáng sợ hà. Liêu đình nhạn trợn mắt nhìn tấm rèm không nói chuyện. Cô không biết gì hết, đừng có hỏi cô. Từ mã tiêu biết giết heo không đáng sợ giết người cũng không đáng sợ nhưng một khi liêu đình nhạn ăn không ngon ngủ không yên thì rất đáng sợ đường nét khuôn mặt tư mã tiêu rất đậm lại vì da quá trắng mà đường nét cả người trông cực kỳ rõ nét đặc biệt là lúc nhăn nhó mặt mày khí chất trông sắc bén thấy rõ cứ như đang nghĩ ngợi chuyện lớn liên quan đến sống chết gì đó liêu đình nhạn thấy hắn như thế lại mở miệng khuyên giải hắn trước ta điều chỉnh lại mấy ngày là ổn thôi bắt tư mã tiêu đợi sao không thể nào con người hắn giỏi gây chuyện thì cũng giỏi dẹp chuyện hắn rất nhanh đã đem về một cái gối ngọc dùng cái này chỉ cần nằm mơ thì đều là mộng đẹp liêu đình nhạn ôm lấy cái gối ngọc nhớ tới bộ phim xuyên không nổi như cồn nào đó xem lúc nhỏ trong đó cũng có gối ngọc quên mất tên là gì rồi tối hôm ấy cô liền thử cái gối ngọc này không cấn như cô nghĩ gối lên cũng khá hợp quả nhiên cũng rất hiệu quả Tối đó Tư Mã Tiêu không nghe thấy tiếng giết heo trong linh phủ của cô nữa, chỉ phát hiện hương hoa đã trở thành mùi vị ngọt ngọt, cứ như mùi thứ đồ ngọt nào đó, làm hắn thấy như tới thần hồn của mình cũng có vị ngọt. Liêu Đình Nhạn Mơ thấy sinh nhật mình, cô ở cùng với họ hàng bạn bè lâu ngày không gặp, ăn một đống bánh gato. Lúc cô thức dậy lại than thở, lâu rồi chưa ăn bánh gato. Cũng lâu quá chưa gặp họ hàng bạn bè rồi. Mơ thấy mộng đẹp có vui không? Tư mã tiêu hỏi cô. Liêu đình nhạn nhớ lại giấc mơ của mình. Trong mơ, những người thân bạn bè mà cô mong nhớ đều đang chọc cho cô vui. Mọi người vui vẻ ồn ào, dục cô cắt bánh kem. Một cái bánh kem cực kỳ cực kỳ ngon lành. Tất cả mọi thứ đều rất êm dịu. Giấc mơ đúng là đẹp đẽ hóa. Mẹ cô còn lâu mới dám mua cho cô cái bánh kem to như thế. Bố cô cũng sẽ không cười hiền hòa như thế. Em gái càng không ngoan ngoãn gọi chị, bạn bè ở tứ xứ sẽ càng không tụ họp đông đủ như thế. Cô vẫn gật đầu, cũng vui lắm, đột nhiên lại nhớ đến một câu thơ, rằng khi ấy chỉ cho là chuyện thường mà thôi. Cái gối này hiệu quả như vậy sao ngài không tự mà dùng? Liêu Đình Nhạn sờ hoa văn khắc trên gối, cảm thấy trông có chút giống con heo rừng hết mũi. Từ Mã Tiêu thấy cô lấy lại tinh thần cũng nhẹ nhõm được chút, hắn hừ nhẹ vô ích với ta. Hắn sở hữu năng lực đặc biệt cùng sức lực lớn mạnh, tương ứng với điều đó, có rất nhiều pháp bảo với linh dược đều vô tác dụng với hắn. Liêu đình nhạn bây giờ nhìn cái gì cũng thấy giống heo, nhìn tư mã tiêu cũng vậy, tại sao phải khắc heo rừng lên cái gối này? Tư mã tiêu, đó là mộng mạc. Liêu đình nhạn, mộng mạc trong truyền thuyết trông như thế này á? À? Tư mã tiêu, mộng mạc còn con mà cũng có truyền thuyết nữa hà ha. hai người trợn mắt nhìn nhau một hồi tư mã tiêu ngồi dậy đi đưa nàng đi xem mộng mạc hắn kéo liêu đình nhạn ra ngoài như sấm rền gió cuốn liêu đình nhạn đang ngơ ngác cô còn không biết thế giới này có tồn tại sinh vật như mộng mạc không kịp phản ứng lại ngay đợi lúc hoàn hồn lại đã bị tư mã tiêu kéo đi mấy thước rồi liêu đình nhạn đợi đã cô quấn lấy tóc mình ta còn chưa trải đầu, ta còn chưa thay y phục. Từ Mã Tiêu ngừng lại nhìn cô, rất khó hiểu. Bình thường nàng cũng như vậy thôi mà. Liêu Đình Nhạn ở nhà với đi ra đường giống nhau được hả, ở nhà tôi còn không gội đầu không mặc đồ lót cơ đấy. ít nhiều gì cô cũng phải trải đầu với khoác thêm áo ngoài đã. Mộng mạc không gặp được nhiều, trong canh thần tiên phủ chỉ có mấy con được nuôi trong một ngọn núi của riêng trường môn sư thiên lũ nghe nói đến mấy con mộng mạc được nuôi trong địa bàn của sư thiên lũ liêu đình nhạn buột miệng hỏi chúng ta cứ đi vậy sao tư mã tiêu đi tay không là được rồi không cần đem cái da nướng của nàng đâu mộng mạc da dày thịt dai ăn không ngon liêu đình nhạn thấy mình hỏi cũng bằng thừa làm gì có chỗ nào mà tư mã tiêu không dám đi cũng không có chuyện gì hắn không dám làm liêu đình nhạn đã lâu không theo dõi thế giới bên ngoài lần này ra ngoài Cô phát hiện càng tới gần trung tâm nội phủ thì càng nhộn nhịp, gần đây có chuyện lớn gì sao? Sao lại nhộn nhịp thế? Từ Mã Tiêu nhếch khóe môi, canh thần tiên phủ cứ cách 100 năm lại có một lần tế lễ tiên phủ, làm rất long trọng. Trong mắt những tiên sơn linh địa lớn nhỏ khác, sư tổ của canh thần tiên phủ cũng chính là ta đây xuất quan năm nay, trùng hợp đúng dịp tế lễ, tất nhiên phải làm cho hoành tráng các công chủ của canh thần tiên phủ còn không dám đem chuyện của hắn công bố với bên ngoài, chỉ có thể dáng nín nhịn. Lần tế lễ này có thể họ sẽ nói với mọi người hắn vẫn cần bế quan, tiếp tục giấu giếm chuyện này. Thế nhưng món quà hắn chuẩn bị cho họ đã được đặt sẵn rồi, đến lúc đó cũng góp thêm phần náo nhiệt. Liêu Đình Nhạn không nghe ngóng chuyện bên ngoài nhưng nghe Tư Mã Tiêu nói vậy, lại nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cô cũng thầm đoán được chắc là việc lúc trước hắn nói phải làm có liên quan tới lần tế lễ này. Từ mã tiêu nói mấy câu, cũng không nói nhiều hơn, lướt qua mấy đệ tử mặt mày hí hửng cười cười nói nói. Những đệ tử này không nhìn thấy vực thẳm dưới tiên phủ nguy nga, vẫn tự hào kỳ vọng nói về lễ tế sắp sửa được tổ chức. Chúng ta là tiên phủ số một, môn phái nào dám không nể mặt chúng ta chứ? Lễ tế trăm năm trước, ta còn nhớ bộ vân tông đã dâng lên một con không phượng, không biết năm nay sẽ là gì. Liêu đình nhạn quay đầu ngó lại, nhìn thấy sự yêu việt trên mặt những đệ tử kia. đệ nhất tiên phủ thật sự đã đứng ở đỉnh quá lâu rồi. tất cả mọi người đều hiển nhiên cảm thấy mình cao quý hơn so với những người bên ngoài. không chia chia trời đất bốn phương, chỉ chia trong ngoài canh thần tiên phủ. dù gì cũng là địa bàn của trưởng môn sư thiên lũ. Dù bọn họ không đi chủ phong Thái Huyền mà chỉ đi thứ phong Thái Sáu nhưng Liêu Đình Nhạn cũng nơm nớp lo sợ. Từ mã tiêu thì không, hắn cứ như đang đi thăm vườn nhà mình, vừa đi vừa lâu lâu giới thiệu với cô mấy câu. Sư Thiên Lũ thích một số linh thú tiên thú quý hiếm, cất công cho mở cả một ngọn thứ phong để nuôi dưỡng riêng biệt. Nghe nói lâu lâu lão sẽ tới xem, chỉ là nơi đây chả phải nơi quan trọng gì, canh gác rất lòng lẻo cứ như tư mã tiêu nói ấy, bọn họ nhẹ nhàng vào được trong thái sáu sơn. Thủ vệ dưới núi chẳng được bao nhiêu người, người nào người nấy còn lười nhác, còn không nghiêm ngặt bằng đám thủ vệ ở ngư trì lúc bọn họ đi sờ cá. Cũng đúng, dù gì cũng là vườn thú, dùng để xả stress mà, cũng như vườn hoa vậy, nếu không phải là do có mấy con tiên thú thì chắc chả cần thủ vệ làm gì. Trong ngọn núi này chả hề quý hiếm gì, chỉ là linh khí dày đặc khác thường, phân cách thành từng khu vực khác nhau trong mỗi khu vực lại có nuôi các loại thú không giống nhau mộng mạc liêu đình nhạn muốn xem không phải là linh thú quý báu gì ở đây địa điểm nghỉ ngơi ngay bên cạnh một vùng hồ trạch quả là trông như con heo rừng mũi hét lông trên người đen xì đang hì hục uống nước bên hồ liêu đình nhạn nhìn một lúc nghi ngờ hỏi chúng có thể ăn giấc mơ sao từ mã tiêu khoanh tay nghe nói là có thể ta cũng không rõ bắt mấy con về xem thử nhé. Liêu Đình Nhạn đã từ chối. Từ mã tiêu, nàng sợ cái gì, hai con thú nhỏ thôi mà, bị phát hiện cũng chả sao. Liêu Đình Nhạn chính trực nói, thôi được rồi, chỉ là ta thấy trông chúng không đáng yêu nên không muốn nuôi thôi. Cô nói ra sự thật. Từ mã tiêu, ồ, mấy con đáng yêu ở đây nhiều lắm, nàng lựa mấy con đem về đi. Liêu Đình Nhạn cảm thấy tổ tông giống như dắt cô đi chợ vậy, dù cô không muốn mua cũng phải đem ít đồ về. Lòng tốt khó từ, vẫn là câu nói đó, đến thì cũng đã đến rồi, cô cũng có ý muốn nuôi một con thú cưng lông lông để xả stress, bèn ngầm đồng ý đi sâu vào trong Thái Sáu Sơn cùng Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu xem mấy nơi cũng không vừa lòng lắm, đột nhiên hỏi, ở đây không có giái cá à? Hay là nuôi mấy con giái cá đi? Liêu Đình Nhạn từ chối ngay tích tắc, không. Hai người nhìn thấy một con chim phụng cánh vàng óng ánh, đứng trên một khóm hoa màu trắng. Liêu Đình Nhạn hứng thú hỏi, đây là không phượng sao? Từ mã tiêu không có chút hứng thú với con chim to lớn cao quý nho nhã này. Ánh mắt đảo khắp xung quanh, muốn tìm con gì trông giống giái cá, chỉ nói đại. Huệ duệ của phượng tộc, chết cũng kha khá rồi, chắc cũng còn có con này. Liêu đình nhạn, Thấy nó độc chiếm cả khu này là biết, chắc chắn nó là thứ quý hiếm nhất ở đây. Từ mã tiêu, dù là người hay là thú thì lúc chỉ còn có một hai con tất nhiên là quý hiếm rồi. Liêu Đình Nhạn, ngài nói câu này ta không biết trả lời kiểu gì. Hai người men theo đường núi đi tiếp, đến bên một khoảng sơn nhai, ở đây có một thứ dây leo mọc như thác nước, nở ra thứ hoa vàng năm cánh thông thường. Liêu Đình Nhạn tiện tay ngắt một đóa, gió núi thổi qua, thổi đóa hoa trong tay cô vào trong một phía rừng sâu trong núi. Ánh mắt của tư mã tiêu rơi theo đóa hoa kia, ánh mắt vốn lười nhác bỗng cứng lại. Liêu đình nhạn một lúc lâu không nghe hắn nói gì, quay đầu nhìn lại, phát hiện ánh mắt hắn rất kỳ lạ. Sao thế? Tư mã tiêu đưa tay ngụ ý bảo cô đứng yên tại chỗ, hắn đi vào trong khe núi, đi rất chậm, đi tới mười mấy bước rồi ngừng lại. Liêu Đình Nhạn thấy hắn đưa tay lần về trước, đầu ngón tay đột nhiên co giật. Cùng lúc đó, gió xung quanh hình như đã ngừng, tiếng chim cũng biến mất. Không khí căng thẳng lạ kỳ. Từ Mã Tiêu lùi một bước, hắn quay người bước ra. Liêu Đình Nhạn đứng yên tại chỗ không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe Từ Mã Tiêu nói, nàng về trước đi, mấy ngày này đừng ra ngoài, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bước vào trung tâm nội phủ nửa bước đợi ta trở về. Liêu Đình Nhạn cũng không hỏi gì, lập tức gật đầu, "Được, ta đợi ngài." Sắc mặt khó coi của Tư Mã Tiêu cuối cùng cũng giãn ra bớt, hắn kéo tay Liêu Đình Nhạn, hôn phớt lên cô tay cô, buông ra rồi nói, "Đi đi." Sau khi Liêu Đình Nhạn rời đi, sắc mặt Tư Mã Tiêu lại lạnh xuống. Hắn nheo mắt nhìn khắp nơi, nơi này có một kết giới được cất giấu, gần như không thua gì kết giới năm ấy giam lấy Tam Thánh Sơn muốn giang ra kết giới như thế này không hề đơn giản, vậy nên thứ được ẩn giấu ở đây chắc chắn không đơn giản. Đây là địa bàn của sư thiên lũ, gã lại giấu đồ ở đây, tất nhiên là hắn phải lật lên xem rồi. Nhắm chừng bây giờ chắc Liêu Đình Nhạn cũng đã rời đi khá xa, từ mã tiêu lại bắt đầu dục dịch, lần này hắn đạp một bước lên trước, không khống chế sức mạnh nữa, dưới chân phát ra tiếng nứt nẻ răng rắc giữa khe núi xanh tươi bỗng xuất hiện một cây cầu bắc qua hướng một đỉnh núi khác nhỏ hơn tư mã tiêu bước lên cây cầu này không hề đơn giản hắn cứ đi một bước thì linh khí xung quanh lại chuyển động sương mù phảng phất như muốn dính vào người hắn cứ như có sinh mệnh vậy đi trên không trung cứ như người không biết bơi đi dưới nước muốn động đậy cũng hết sức khó khăn khắp người tư mã tiêu dậy lên ngọn lửa đỏ thẫm lúc làn xương gặp lửa thì rụt trở lại phát ra tiếng rít lành lót. Trong sương mù có run ăn linh lực và máu thịt, đây là thứ ma trùng tu chân giới không có mà chỉ có ở ma vực. chương 50, Tư Mã Thì Loại ma trùng này dù là ở đâu thì cũng cực kỳ vướng víu, thế nhưng với Tư Mã Tiêu thì khác, linh hỏa của hắn là khắc tinh của thứ này, cả đoạn đường hắn đi đều phủ đầy cho đen. Những con ma trùng dám tới gần hắn đều bị thiêu cháy rụi. Trên cây cầu này không chỉ có ma trùng mà còn có trận pháp, một bộ trận pháp, cứ mỗi bước đi, cảnh sắc xung quanh đều sẽ biến đổi thất thường, nếu dẫm sai một bước, phía trước sẽ không có cầu mà là một không gian trận pháp đan sen khác, sát trận liên hoàn. Thuật che mắt, ma trùng và trận pháp, chỉ ba thứ này thôi đã gần như có thể ngăn cản tất cả những vị khách không mời mà đến, nếu là Liêu Đình Nhạn đã không phát hiện ra cái cầu bị người khác ẩn giấu đi. Đáng tiếc là những thứ này đều không cản được tư mã tiêu, động tác của hắn rất dứt khoát, bóng dáng đen huyền thon dài lướt qua cây cầu như dễ gió, đáp xuống một ngọn núi khác. Tư mã tiêu đạp chân lên bậc thềm trên núi, hắn nhíu mày, nơi này không giống như một ngọn núi nhỏ bình thường như khi nãy nhìn thấy, từ lúc bước chân vào đây hắn đã nhận ra, đây là một không gian trống do ai đó tạo ra, thực tế thì hoàn toàn không có gì ở đây. Trong không gian chật hẹp này, đến bầu trời cũng sẫm màu hơn bên ngoài, sương mù trong núi cũng ửng đỏ, như nhuốm phải một lớp máu tanh. Cái lão dịch giật sư thiên lũ hay có thể nói là sư thị rốt cuộc đang giấu cái gì ở đây? Từ mã tiêu chỉ mới nhìn, dưới chân đột nhiên có một máu mồm máu me mở to, cái mồm to lớn đó xuất hiện không chút âm thanh, đóng mở chỉ trong tích tắc, muốn nuốt từ mã tiêu vào trong. Cái mồm lớn phát ra tiếng khép mồm răng rắc, nhưng cái người đang lẽ đã bị nhai nuốt lại xuất hiện trên không trung. Chó canh cửa hà, Từ Mã tiêu cười lạnh. Hung thú như thế này rất hiếm có, chỉ cần nhìn vóc dáng và khí cuộn trên người nó là biết, chắc chắn là được mang tới từ sâu trong cực bắc. Đa số những hung thú thế này thích ăn thịt người, nuôi một con súc sinh như thế này ở đây, chả trách mùi máu tanh lại nồng tới vậy. Đối với người khác thì là hung thú với tư mã tiêu mà nói chẳng qua cũng chỉ là con chó giữ nhà. Con thú to lớn hung tợn hiện ra, nó phán đoán rằng người trước mắt là kẻ xâm nhập, phát ra tiếng rồng dần trời, mùi tanh trong miệng biến thành mây đen răng khắp bầu trời. Tư mã tiêu đứng trong không trung, trở tay rút từ hư không ra một thanh đao dài đen huyền, rộng bằng cỡ hai ngón tay. Lưỡi đao thẳng dài ba tấc, cán dài hai tấc, trông không giống lắm với những thanh đao bình thường khác, trông có chút tà quái. Từ mã tiêu đã quen giết người bằng tay không, chỉ cần hai ngón tay trắng bạch là đã có thể lấy được tính mạng của người khác nhưng con thú trước mặt thật sự quá to lớn và hung tàn. Hắn lười dùng tay, hơn nữa gần đây Liêu Đình Nhạn cứ dặn đi dặn lại hắn không được dùng sức ở tay, hắn tất nhiên có thể dùng tay bóp nát đầu con thú này nhưng dù gì cũng phải để mặt mũi cho người đang ở nhà đợi hắn. Thanh đào đen huyền trông rất nhẹ nhàng trong tay hắn, lúc vung xuống ánh đao như tia điện, chói lóa cả mắt. Cái mai lưng của con thú nứt ra bởi nhát đao, tiếng gầm của nó vang rền khắp không gian. Từ mã tiêu nắm lấy thanh đao đã lâu chưa dùng tới, chém con chó canh cửa giữ tợn này thành mười mấy mảnh, nhát cuối cùng chém đứt đầu của nó. Máu con hung thú màu đỏ thẫm, cả một con lớn như thế, máu chảy cứ như sông, lúc bắn ra khó tránh dây vào, lưỡi kiếm tư mã tiêu không dính máu nhưng vạt áo hắn thì nhỏ máu tí tách. Hắn liếc nhìn, phóng trường đao về lại hư không, bước qua con sông máu vừa mới tuôn, đến gần một ngọn núi bị bao bọc kết giới. Kết giới cuối cùng này mới là vướng víu nhất, dù hắn có ẩn giấu nương tay thì động tĩnh gây ra cũng đủ kinh động đến sư thiên lũ nhưng kết giới này hắn muốn mở ra vẫn phải cần một thời gian nữa. Nếu đã như vậy thì không đánh mở kết giới nữa. Dù bên trong là cái gì, cứ phá luôn là được. Tư Mã Tiêu nghĩ như lẽ hiển nhiên. Vào. Đây. Một giọng nói yếu ớt từ trong vọng ra, âm thanh thật sự quá thoảng qua, lại thêm gió thổi vào cứ trôi xung quanh, không còn giống giọng của con người nữa. Nào. Kết giới trước mặt Tư Mã Tiêu nới ra theo âm thanh kia, mở ra một chỗ hở có thể cho hắn đi vào cái động sâu kia cứ như miệng con quái vật dụ người ta đi vào chỗ chết tư mã tiêu vừa thoát khỏi miệng hung thú lần này lại chủ động đi vào hắn không hề sợ bên trong có cạm bẫy gì đang chờ mình đến được tu sáu như hắn lòng tự tin tuyệt đối với bản thân và không chút lo sợ cái chết khiến hắn chỉ làm theo tâm trí mách bảo như cái từ mà sư thiên lũ dành cho hắn cao ngạo và tự đại trong kết giới trong núi có một viên ngọc có hình dạng như hoa sen to như cung điện, hoặc có thể nói là hình dạng như hoa phụng sơn huyết ngưng. Đóa hoa sen đen khổng lồ này rơi trong một con sông máu. Sông máu đỏ thẫm có hơi óng vàng mang nhiệt độ nóng ấm. Vẻ mặt tư mã tiêu ảm đạm, máu trong sông máu này có mùi huyết mạch của tư mã thị. Hắn đột nhiên hiểu ra, những người bị nuôi nhốt như súc vật trên bách phượng sơn trước kia hắn nhìn thấy với ngần ấy máu huyết không thuần chủng là để làm gì chắc phần lớn đền ở đây cả nhiều máu như vậy dù không thuần chủng cũng có đủ sức để tưới ra hoa huyết ngưng thậm chí không chỉ là hoa huyết ngưng từ mã tiêu sôi sục sự căm ghét như lần đầu tiên hắn đến bách phượng sơn vậy hắn không chờ được hủy diệt nơi này thiêu sạch hết con sông máu nóng rực này hắn đi qua sông máu đi đến phía bông sen đá đen giữa hồ, đạp lên cánh sen bóng mượt, nhìn thấy một người nằm trên bậc đá giữa đóa sen. Bậc đá chập trùng, bên trong lấp đầy máu huyết, máu ở đây thuần trùng huyết mạch tư mã thị rõ ràng hơn phía ngoài. Thứ đầu tiên mà tư mã tiêu nhìn thấy không phải là dáng vẻ của người đàn ông nằm trên bậc đá máu kia mà là lồng ngực bị rạch ra của y. Ở đó có một đóa hoa huyết ngưng, trên đóa huyết ngưng là một đốm lửa nhỏ đồng tử của Tư Mã Tiêu thắt chặt. Đó là Phụng Sơn Linh Hòa, trên thế giới đúng ra chỉ có một đóa Phụng Sơn Linh Hòa. Hắn hợp làm một với Linh Hòa, tất nhiên có thể cảm nhận được đống lửa nhỏ này không thuộc Linh Hòa của chính mình, chỉ có một chút liên quan thấp thoáng. Không ngờ chúng lại nuôi sống được một ngọn Linh Hòa. Đây tuyệt đối không phải là chuyện trong một hai đời hay là mấy trăm năm, e là rất lâu từ trước bọn chúng đã làm chuyện này rồi từ mã tiêu cuối cùng cũng tập trung vào khuôn mặt của người kia. đó là một khuôn mặt rất quen thuộc, bởi vì trông rất giống với chính hắn. chỉ là dáng mạo thì giống nhưng khí chất không giống lắm. khí chất của người đàn ông kia điềm đạm hơn chút. người đàn ông kia mở mắt nhìn hắn, chậm chậm nở nụ cười. cuối cùng, con cũng đã tới, ta đợi con mãi. từ mã tiêu nhìn y một lúc, vẻ mặt không có gì thay đổi, mở miệng hỏi, từ mã Tư Mã thì, anh trai của Tư Mã Ngạc, cha ruột của Tư Mã Tiêu. Người đàn ông bị nói là đột nhiên phát điên tự sát nhiều năm trước này, không ngờ lại vẫn chưa hề chết. Ánh mắt Tư Mã thì nhìn hắn rất dịu dàng, là ánh mắt của người lớn nhìn con trẻ, thế nhưng ánh mắt Tư Mã Tiêu nhìn y chẳng khác gì với nhìn người dưng. Ngạc Nhi, nghe lời lời ta, mang linh hỏa dung hợp với con rồi, con kiên trì được đến bây giờ. Ta rất yên tâm. Lời nói của tư mã thì ngập ngừng đứt quãng. Ta muốn nói. Với con, một số chuyện. Đặt tay, lên chán ta. Tư mã thị có một năng lực huyết mạch đặc biệt, có thể giao tiếp bằng thần ý. Tư mã tiêu hiểu y muốn làm gì. Tuy hắn không nghe được tiếng lòng tư mã thì nhưng hắn có thể phân tích được yêu ghét của người khác, cũng cảm nhận được tư mã thì không có ác ý với hắn. trầm ngâm hồi lâu, hắn cũng quyết định đặt tay lên chán tư mã thì. Rất nhanh sau đó, thần ý của tư mã tiêu và tư mã thì cùng rơi vào một thế giới trắng tuyền, đứng đối diện với nhau. Thần ý của tư mã thì ngưng động hơn thần thức và thần hồn của y. Trong không gian đặc biệt kế thừa này, thời gian bị kéo dài vô hạn, với thế giới bên ngoài chỉ là một cái chớp mắt, vì thế năng lực được truyền thừa này của huyết mạch tư mã được dùng để người lớn dạy dỗ thế hệ sau hai cha con này không hề giống cha con so với thân phận phụ thân của tư mã thì tư mã tiêu có hứng thú với đoá linh hỏa mới nở trên người y hơn nói đi ông là như thế nào tư mã thì bật cười không hề để tâm đến thái độ của hắn ta không chỉ là tư mã thì mà còn là tư mã nhan của đời trước nhiều năm trước tư mã thị ngày một suy yếu ta phát hiện được dã tâm của tộc sư thị và những chuyện chúng đang âm thầm làm nhưng thân là tư mã nhan, lúc đó ta không có nhiều thời gian hơn để ngăn cản, bởi vì ta bẩm sinh đã mang bệnh, tuổi thọ ngắn ngủi, vì thế cuối cùng đã lựa chọn việc ký gửi hồn phách, dùng cách thức đặc biệt để giữ lại ký ức, gửi hồn lên người tư mã thì, đồng thời giấu giếm tất cả mọi người. Ta vẫn luôn mưu tính cứu lấy tư mã thị, tiếc thay. Ta không làm được. Tư mã thì thở dài, ta phát hiện tộc sư thị mưu đồ nuôi dưỡng ra linh hỏa mới, cũng phát hiện chúng đã âm thầm thu thập không ít huyết mạch đời sau của Tư Mã thị, ta thậm chí còn lén vào vùng biển máu sen đen này, nhìn thấy một tộc nhân Tư Mã thị được dùng để nuôi linh hỏa vào lúc ấy. Vẻ mặt y lạnh hẳn xuống mới có vài phần giống với Tư Mã Tiêu. Năm đó, tộc sư thị là người hầu trung thành mà chúng ta tín nhiệm nhất, thế nhưng con người cuối cùng cũng sẽ thay đổi. Vì sự tín nhiệm của tộc ta, sư thị âm thầm hại chết không biết bao nhiêu tộc nhân của ta. Có nhiều người mang danh nghĩa mất tích hoặc chết rồi bị mang tới đây nuôi dưỡng linh hỏa. Ta nghĩ ra một cách, đó là cùng dung hợp với Phụng Sơn Linh Hỏa, tiêu hủy âm mưu của sư thị. Thế nhưng uy lực của linh hỏa quá lớn, ta không thể nào dung hợp với nó. Sau khi thử xong, ta không chịu đựng được đau đớn mãnh liệt đó, chỉ đành chọn bỏ cuộc, chuyển sang một kế hoạch khác. Từ Mã Tiêu Thông hiểu, ông già điên tự sát, quả nhiên bị chúng đưa đến đây như ý định đúng. tư mã thì cười. ta nói với ngạc nhi chuyện dung hợp cùng linh hỏa. muội ấy là một đứa trẻ biết nghe lời. quả nhiên đã thành công. tư mã tiêu vừa được sinh ra, tư mã thì đã vui mừng cùng loạn. bởi vì y phát hiện đứa bé này mang huyết mạch phản tổ hiếm gặp. nếu y không chịu đựng được linh hỏa thì đứa trẻ này chắc chắn có thể. chỉ là việc đến y cũng không biết chính là ban đầu tư mã ngạc vốn không hề muốn đứa trẻ này dung hợp cùng linh hỏa thậm chí còn muốn giết nó. Chỉ là sau đó đi đến đường cùng, không thể không ra tay, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn dùng tính mạng của mình tịnh hóa linh hỏa, khiến linh hỏa với uy lực mạnh mẽ kia bị dập tắt rồi trùng sinh, khiến nó càng dễ dàng bị Tư Mã Tiêu Dung hợp hơn. Tư Mã thì ngần ấy năm trời, chúng vẫn không hề biết tiềm thức của ta vẫn còn đây, không hề phòng bị gì với ta, để ta có thể chuẩn bị được một số chuyện. Ta đã đợi rất lâu đợi được thành công của con, vậy nên đã khống chế được một người đến đưa máu, khiếm hắn mang chuyện ở Bách Phượng Sơn bày ra trước mắt con. Tư mã tiêu nhướng mày. Thì ra tên người nhà họ sư bị hắn rút hồn là do tư mã thì sắp xếp. Tư mã tiêu đưa tay về phía hắn, trong mắt có ánh sáng dạo rực. Ta biết con sẽ tới, lúc con tới đây chính là lúc kết thúc mọi thứ. Tư mã tiêu bật cười, ông cũng tự tin đấy trong ánh mắt của tư mã thì có sự kiêu ngạo của tư mã thị đương nhiên chúng ta là tộc phụng sơn là dòng tộc thọ ngang với trời tư mã tiêu phụt cười tỉnh lại đi tộc tư mã chết hết còn có mình ta thôi à còn phân nửa của ông nữa tư mã thì lắc đầu ánh mắt càng cuồng nhiệt hơn chỉ còn mình con thì có sao chỉ cần con sống ngàn vạn năm chỉ cần con không chết tộc phụng sơn sẽ sống mãi Tư mã tiêu không có nhiệt huyết với dòng tộc như y, nghe thấy chỉ khẽ phì cười, lười nhiều lời với y. Bọn chúng sắp tới rồi. Tư mã thì nhắm mắt, chúng vẫn chưa biết ta có thể không chế kết giới ở đây. Trước khi chúng đến, con phải chiếm lấy ngọn linh hỏa trên người ta. Lúc sư thiên lũ dắt theo người vội vã chạy tới, nhìn thấy tư mã tiêu đứng ở ngoài kết giới ngọn núi ấy, hình như vẫn không cách nào vào được tư mã tiêu quay người liếc nhìn hắn đến nhanh hơn ta nghĩ sư thiên lũ lần này triệt để dẫm nát khuôn mặt trưởng môn tiên phủ hòa nhã đoan chính gã u ám nặng nề hung hãn nhìn tư mã tiêu bây giờ ngươi ngừng tay lại vẫn còn có thể làm sư tổ của ngươi nếu không ta sẽ không để ngươi tiếp tục hống hách được nữa quả nhiên thứ đồ trong kết giới trước mặt chính là giới hạn của hắn tư mã tiêu ta không ngừng tay thì ngươi làm gì được ta tặng thêm cho ta một đám người nữa giết chơi cho vui sao hắn vừa dứt lời ngọn lửa đỏ thẫm dưới chân lại dâng lên phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn